Dì hai hồi đó dì hai Thanh á, dì hai cử nhiều không dì hai? Hồi đó dì Thanh á là tháng đầu là ở bên ruột, bên mẹ ruột, mẹ ruột nuôi dì hai nuôi. Tại anh quẹo á phải không? Thanh quẹo á. Tới đầy tháng về tên tên chồng mà về không có về tên nhà chồng. Bị gì cái năm đó bà già chồng cũng sanh xê xích con tận nhờ. Xê xích con tận nhờ. Ôi vậy hả? Vậy là anh Thành đó hả? Không phải. Cô em kia. Thành. Em Thành. Ủa vậy hả? Em của anh Thành. Ừ. Hả? Vậy là hồi xưa là có ở quê của con có phong tục đó là con gái của mình mà sanh con đầu lòng lần đầu tiên thì cái người nuôi đẻ chính là mẹ ruột của mình. Rồi sau một tháng đó thì về bên chồng ở lại như cũ giống như lúc mới cưới. Còn cái lúc mà đi sanh á là bắt đầu ở bên nhà chồng, đi qua nhà ruột vài ngày rồi chờ tới ngày sanh này bắt đầu đi sanh. Vì đi sanh á quẹo á là sanh ở dưới đây nuôi xong vì lên tỉnh á cà dưỡng hai có bà nội. Bà nội hồi đó bà thấy thương lắm, là bà nội nuôi. Của dưỡng hai bà nội chồng. Bà nuôi bà làm đồ ăn đồ đó cho ăn. Rồi cái gì cử là bà cử rồi mình khỏi, mình bà chỉ cho cái gì mình ăn đấy. Mình không có đòi, mình đâu biết gì đâu mình đòi. Bà có xong có hơ gì hay không? Xong hơ bà làm kỹ lắm, bà bứt cây này cây kia. Xong rồi cái bà cho uống nước cái cây ré biết không? Con nghe nói chứ con không biết. Bà chặt bà phơi khô. Bà làm hồi đó ở quê mình nghèo đó. Không có cái thao, cái mâm, cái sửng gì nhiều hết á. Bà phơi bằng cái mo cao á. Hả, gụng vào nào cái bà đi ra bà lượm cái bà làm à. Bà làm mà mo bà phơi. Rồi để gì ra gì rửa tay vô gói nha. Vậy là gì dọ xong bao nhiêu đó gì gói hết nhiêu đó bắt đầu gì mới làm tiếp tục ở này. Giờ con phụ với hai cái công đoạn hồi nãy là nắn bột thì con không dám làm, vì hai chưa dám cho con làm đó, tại vì cái này là cho làm cho người ta chúng mới làm ăn cho nên là con chưa dám tập. Còn bây giờ là cái công đoạn nhúng dầu đó, thì trước hết thì mình phải đưa. Ủa, mình nhúng tay phải hay tay trái vậy gì hay? Không, tay nào thì con thuận thì làm không? Con thuận tay phải. Rồi con bóc cục bột ha. Lượm cục bột bóc phải kéo. Kéo dài vậy nè, không dính lại, kéo cho nó không dính đít. Rồi tô này á là tô dầu ăn, thì cái này này là bữa hổm gì dựng hai làm rồi, dựng hai tắm nó vậy nè. Giờ mình nhúng đại đi, nhúng đại rồi mình cầm mình lắc nó cũng đều nữa. Dạ, giờ con làm theo nữa gì hay? Rồi vậy á, vậy con bỏ qua ha. Rồi con bỏ qua cái tờ lá chuối này. Hay làm nhanh thiệt nhanh luôn đây. Pha gì hay lia lịa luôn á gì hay. Đó, vậy là xong. Hay là nhanh thiệt á. Nhúng khắn nhúng chứ không lạ. Không kẹp gì hết. Rồi tóm lúc thời gian đó là em bóc cái cục khác em nhúng. Bỏ vô. Khánh bỏ hai ba cục vô luôn á. Cái cho mẹ xong rồi cái Khánh bỏ qua. Không cần vũ không cần vũ hết rồi. Cần vũ làm chi? Nhúng đều nữa rồi thôi à. Đó giờ Khánh bỏ chừng 2 3 cục vô cũng được nữa. Bỏ vô nữa đi. Sao không kẹp được? Tại vì người gói với cái người nhúng cái cục đó không kẹp. Nhanh hơn. Em làm cho hai người làm được á. Con làm cho hai người như vậy hai người làm được á. Làm đi. Khi mà mình bóc cái cục bột vậy thì nó không có trơn. Nó chỉ hơi mềm mềm dẻo dẻo thôi. Nhưng mà khi mà mình để vô cái này nè, cái mình bóc lên cái nó trơn nhớt à. Nó trơn lắm, nó đã đó. Thấy thấy gì gói bánh á, gì không cần cái miếng lá nào nó bự hết á. Thấy miếng lá chút gì gì cũng gói được nữa nè. Chị hay quen tay rồi. Tại mưa tại gió mà đi kiếm lá đẹp không không có. Lá gì gói cũng được đó. Hồi đó không nhớ ở nhà con á.
mỗi lần có đám là cũng mấy ngồi xúm lại, bà con mấy thím mấy cô cái gì mấy bà đầu xúm lại ngồi làm gì vậy hai, nhưng mà lúc đó làm lâu lắm chứ không có làm nhanh như gì hai đâu, tại vì không phải chuyên nghiệp nên là làm cả ngày trời mới được đâu cả trăm bánh mấy bà luôn á chứ. Vì làm mấy trăm bánh giờ cũng mình có Dượng Hai thì Dượng Hai lượm để cho vậy á dùm gì, còn không có thì gì cũng phải mình. Mấy bà luôn á chứ đâu phải một bà đâu. Mà vui lắm. Mà cái lúc đó là vui dữ lắm, vui luôn. Lúc đó ông nội con mình sắm. Vì nhúng gì đi gọc lá này lúc là tầy mưa tầm tã luôn nè. Vậy hả dì Hai? Tầy mưa mà dì Hai lỡ hẹn hứa với người ta là cũng phải đi. Đi với Dượng Hai đi gọc. Cái về ướt dẹp đó chú, cái gì lấy cái xào á gì mang lên như mấy đồ lên phơi quần áo vậy ha. Cái tối hôm qua mới xé để bữa nay mình rảnh mình không có xé nữa, mình mới đi gói bánh vừa chứ làm quá tại công chuyện mà. Dẹp đi để gói Hai đi ấy có mình hả, còn Dượng Hai đâu? Đi gọc lá chuối hả? Dạ đi gọc lá chuối có Dượng Hai nữa. Mình vô cái giường đó bữa không thấy ma. Dì Hai thấy hả? Thấy ma. Thấy gần sao dì Hai? Đứng đó em, đứng chắp tay ngay đầu mộ vậy, mặc áo sơ mi dài vậy nè. Trai hay đàn ông hay đàn bà? Cái quần màu kem. Cái gì dì nói với Dượng Hai á. Mà lúc đó gì dì Hai đi ngầm hay đi Dượng Hai? Đi Dượng Hai hả? Mà dì Hai thấy luôn. Dì Hai thấy mà Dượng Hai cũng thấy nữa. Dì kêu dì chỉ dì nói. Mà đứng xa không? Dì Hai đứng xa cách khoảng mấy mét? Cũng mấy chục mét hả? Cái gì nói kêu Dượng Hai nói kìa ông ma kìa. Mình nói chơi hả? Nói chơi mà nói vậy chứ gì không số người ta nói á ma, mình thấy ma là cài coi ma nó có hỏng giò không hả? Người ta thường ta nói ma hãy đứng hỏng giò hả? Cái gì không gì khum xuống mà cái giường đó gặm sao gì gì chui xuống không phải gì mọp xuống vậy nè, không phải gì mọp xuống vậy nè hả? Gì mọp xuống vậy á gì coi cây có thấy người ta đứng có cái chân như đất hay không, chân không hả? Cái họ dòm không có thấy tại vì cỏ nó có che khuất không cái dựng gì nói nó chơi vậy chứ không phải ma gì nói cho Dượng Hai vẫn bị nó nói nữa mà hả? Thì Dượng Hai vẫn yên tâm phải không? Dượng Hai vẫn cũng nói ma hả? Mà dì nói nó bậy à, nó chơi tại tôi nói chơi chứ không phải ma. Dì nói đi rồi dì nói lại, mấy đầu dì nói ma mà sao ổng nói ma cái gì ổng cho ổng nói. Nói không phải ma hả? Tại tôi nói vậy chứ không phải ma hả? Cái đứng đó ha. Mà ma người ta nói không có cho mình thấy mặt hả? Nó đứng nó dai cái mặt bên kia hả? Cái gì vì dòm qua dòm lại kia mới mình đảo qua vậy cái dòm lại mất tiêu mất tiêu. Mà cái tháng đó là tháng Thanh Minh vì tưởng cái ông đó ông đi lợi cái bà chủ vườn đó ông giếng mộ, ông giếng mộ đặng ông hỏi ông móc cốt ha, là hoặc ông làm mộ mà vì thấy thì mộ đá mà ba cái mộ đá song song mà đứng ở cái mộ chính giữa vì mới nói cái bà chủ đó vì Dượng Hai mấy bữa sau cũng còn vô nữa tại đúng lá mà đúng lá chuối đó còn đúng lá còn lá chuối cho nên là vô cắt tiếp cái gì với Dượng Hai còn vô cái hỏi mở út mà cái mộ đó ở đó của ai mà bữa đó con thấy có người đứng đó đặng xin làm mộ hay gì vậy mợ cái bà nói mộ của bà ngoại của Hai Bính đâu có làm mộ, người ta làm rồi rồi hỏi vậy chứ ai vô có ai vô nhà gì mợ hỏi đặng đi ra mộ không bà nói không làm xong hết đâu ai hỏi đó là ma thiệt luôn vậy vậy cái lúc này Bình với Quẹo vô đó hai đứa chứ một đứa cũng dám vô ở gần đây không gì hai vô trong đây nè vậy hả thì kiếm núng cái thằng Bình á phải cái chỗ bà hỏng không anh Quẹo không biết phải không biết chỗ hả hả bà hỏng thì giống lắm hả chắc không chắc là cái biết làm sao rồi vì mới nói mấy bữa Dượng Hai á giữ hồi nào giờ Dượng Hai á
Dưỡng không có sợ ma. Tại Dưỡng đi đám ma ngày nào Dưỡng đi đám ma. Dưỡng không có sợ. Dưỡng đi câu quá bằng đêm á, chỉ đi Dưỡng đi á là bằng đêm á, đi ngoài bờ ngoài sông đồ đâu có sợ. Cái hổm nay cái vậy á, cái gì hỏi Dưỡng chứ bữa ông đi chặt cái bắp một mình ông có sợ không, nói tao đi mé đó thì tao sợ, còn tao đi mé bên đây thì có nhà người ta tao không sợ. Ổng này ông cũng sợ nữa, như mình thấy thì cái mình sợ thấy ớn 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 cười quá. Vậy là nhìn hai được thấy cái lưng thôi, cái còn... lưng mặc cái áo sơ mi màu màu hơi kem kem. Còn cái quần tây á thì quần tây kaki cũng kem kem vậy á, mà nó đậm hơn cái áo nha. Đó. Cái kêu ổng mình nghĩ nói vậy, ông ơi, ma kìa. Nhưng chị hay nói chơi. Dì nói chơi, à. Người ta, dì nói người ta nhưng dì mà... Dì hay tưởng là người ta thiệt, mà dì hay nhát chuyện hay chơi. Nhát chơi, à. Bị dì trong đó gừng cỏ không mà à. Chứ đâu có tống đâu mà ai vô đó là chơi à. Cái nói vậy á, cái ổng nói, ừ, đó, ma kìa. Cái hồi dì cãi dì cũng cho ổng nói nữa. Không cho ổng nói ma. Cái máy khui tay tại mưa. Dì tại mưa dì cũng đi vô đó dì chặt lá chuối. Ôi dì gan cái gì vậy? Nè chặt lá chuối này nè. Thế giờ dì hỏi Dưỡng hai á, chứ ông đi ông sợ không? Cái ổng nói đi mình thì cũng sợ, mà đi mình thì không dám đi mấy đó. Dưỡng hai này cũng ớn ớn à. Này Dưỡng cũng ớn. Cái dì đi với ổng mà ổng tú cái bàn kia kìa, dì ở đây mà dì đi á dì cũng niệm Phật rồi nha. Nay cũng sợ rồi chứ bữa hổm đâu có sợ gì đâu. Nay cũng sợ, sợ thấy nữa cũng xui. Mình không dám thấy nữa. Trời ơi. Trời ơi ma thiệt. Rồi cái chỗ bà hổm đi thấy lắm hả chị Linh? Ừ, chỗ đó đó. Cái bình á. Cái thằng Bình nó nói giờ tao đi vô cổng tao cũng ớn. Cái thằng Bình nó cũng sợ mà. Cái thằng Quẹo với thằng Bình nó giờ đi hai đứa đi. Hai đứa đi luôn. Ờ. Nó nói nó không dám đi. Nó cười đó. Thôi. Mà mình chớp qua chớp lại là anh đi mất tiêu rồi. Hồn ma mà người ta biến mà. Vậy hả? Ờ. Đúng rồi, đâu cho mình thấy nữa đâu. Đâu cho thấy nữa, cái chớp mất mẹ ai. Tiền quá ha. Vậy chị hay nổi ra gà luôn hả chị hay? Gì cũng muốn sợ vậy ta. Giờ đó buổi sáng hay buổi chiều? 10 giờ à. 10 giờ khuya, ở 10 giờ sáng trưa này hả? Lên con ra con chặt cái cây giùm mẹ, cái bụp lá đằng rác thôi nè, mẹ để cái này nè. Chứ để ngập nước. À, nãy giờ nói chuyện chị hay kể hết câu chuyện mà được hơn phần nữa cái bánh này đó. Thấy xài bánh ít đẹp không qua? Dạ đẹp chị hai. Ừ, chị hai gói khéo thì khó vừa nhanh mà vừa đẹp nó đó. Không có bị bung, không có gì hết trơn á. Hồi đó cái này mà gói không khéo, gói khúc đầu khúc đít nó khó vậy ha. Dễ bị bung. Vì có khi người ta làm chuyện 2-3 tâm bắt cũng một mình gì làm. Có nào một mình gì bắt bột không? Bắt bột rồi bỏ qua lụm bỏ vô luôn. Dì hai tự làm luôn hả? Tự làm luôn, không có ăn khám là dì hai làm luôn á. Hay hay nè. Còn hả, có ăn Linh nhà thì mình sợ hao dầu. Cũng như mình nhúng quá. Nhúng đâu thì nên uống dầu nhiều phải không? Ừ. Cái mình... Cái bột nó uống dầu hả dì hai? Cái bột tẩy tay mình á, mình bóc qua bóc lại, mình không chờ ráo á. Cũng như Khánh làm á, thì phải chờ nó nhỏ dầu xuống. Dưỡng hai dưỡng chờ cầm á, dưỡng chờ nhỏ dầu xuống rồi dưỡng mới bỏ qua cho dì. Còn gì hả, làm gì hốt đại. Vậy cái bánh ra nó, dì hai mình nhúng dầu gì ra cái bánh nó có dính dầu nhiều không dì hai? Lúc mình hấp xong á. Nhiều, dầu nhiều. Mà gì làm gì nhúng dầu ít lắm. Không phải dầu nhiều mà nó dính, nó không dính. Dầu ít mà nó dính. Do mình hấp mình phải canh. Vậy hả? Mình canh á là bao nhiêu phút? Ví dụ 20 phút, 25 phút là mình phải ginh nó ra. Chứ mình để cho nó quá là nó lè. Cái giường mà hồi nãy giờ dì hai nói là cái chỗ mà bữa hẳn con với anh Quẹo với anh Tân với Bình Toàn đi nhổ nấm. Bây giờ con mới biết. Mà cái bữa cái mà cùng cái chỗ đó luôn là cái đợt cách đây khoảng 4 năm trước. Là Bình Toàn đi xoay tròn nguyên một băng mười mấy thằng. Không phải mấy năm, mới đây hả? Chứ con nhớ mấy năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước rồi. Hồi cái đợt mà mình chơi với anh Bình Tích, mình tâm nhận Tích đó.
á, là có một anh á đi vô, đi cũng đi soi tròn chung một băng mà mấy người chưa vô trong đó mà ai cũng ra được, có mình anh đó ra không được. Bởi vì nó rủ ở lại á, nó rủ ở lại hồi bắt để thằng đó mê hả? Cũng như ma nó nói mình là mình mê liền à. Cái nó nói ở đây đi, nó quyến rũ mình á. Ừ, ở đây đi rồi hồi bắt được à. Cái thằng đó nghe tưởng thiệt. Rồi nó tưởng như người mình chứ con ma nó đâu làm cho mình biết cái gì đâu mà mình sợ. Cái ở lại mình hết đề phòng, hết cảnh giác rồi. Ừ, cái mình á, nó nói 10 thằng về kiểm tra là về đủ hết rồi. À, lúc đó là đi soi tròn ra xong rồi cỡ 15 phút sau mình toàn kiểm lại thì nó là ủa sao thiếu hết thằng. À, hồi đó là về kiểm, khi kiểm là ra đặng ra về là đủ 10 thằng. Đủ 10 thằng. Rồi mới tả tủa ra đặng mạnh ai đấy về. Cái thằng Bình nó đưa cho ai về nhà, đưa Bình Tồn hay gì á. Bình Tích á, là lúc đó là có cái anh đó đó luôn, là đếm đủ người. Đủ 10 người. Khi nó đưa rồi tở xuống cái nó nhìn vô cái giường đó. Nó nói thấy có cái đèn. Sao có cái đèn đi vòng vòng kỹ trời. Cái kêu nó hoài nó không trả lời. Kêu hoài nó không trả lời. Bình nó kêu hoài nó không trả lời. Cái hồi cái nó tỉnh nè. Bắt đầu nó mới trả lời ơi. Cái thằng Bình nó hỏi sao mày không ra về. Cái nó nói tao xong Dũng không, giờ tao không biết đường ra. Nó dắt đi, nó làm. Nghe mình nó làm mình mờ con mắt, biết cổ tay luôn. Ở tên cái ngang á. Ở tên cái ngang có thằng đó đó. Nó dắt qua cái gạch luôn Khánh. Dắt qua cái gạch mà gạch cá ngang Khánh biết không? Tôi chẳng. Ừ. Tôi chẳng luôn cái điều. Lên bắt giờ cái xong luôn vô mẹ lên. Nói không? Cái gạch đó khoảng chừng mười mấy thước. Ừ, mấy chục thước luôn á. Cái gạch nó sâu vậy đó. Rồi sao nói gì hai? Dẫn qua cái gạch. Qua cái gạch rồi nó đưa vô cái lùm mấy xong á. Cái ăn đất xong gì hai? Ăn sao mà lấy cái cây cạy ra chứ cái tay móc không nổi. Ủa kì vậy? Nó no. Hù ăn vô bụng luôn hả? Vậy chứ nó hù ăn bánh mà. Đâu bánh bà. Vậy hả? Ừ. Y như mình nghĩ đó là bánh mình ăn bình thường. Vậy hả? Tới mình tỉnh mình mới biết đó là bụng. Vậy hả? Trời ơi. Con nghe nói chứ. Chắc cao quá. Để được à. Thì chị Linh lấy cái bánh được cái nồi. Lấy cục đó kê hai ấy rồi. Ừ. Hai cây con hả? Hai cây chặt á. Nga con đậu ngập không? Không ngập mà sợ thôi. Chẻ ra hả? Cao quá chẻ. Để nắp cái tính. Được mà. Được. À, quay ra mà đi dắt nó qua sông ha. Qua sông cái giờ cũng dắt chó rồi theo săn mấy đẻ. Là mấy người đi kiếm hả vậy hả? Ừ, kiếm cũng dắt chó săn đồ vô. Cái mà đi ban đêm hàng sao mà bị dẫn hả? Ban đêm cái nhà thằng đó nó ngoài sông á, mé sông á rồi tự nhiên bị dẫn mấy đi hay gì hay? Cái nó nằm, nó đang nằm ở nhà nó ca chơi. Cao kê hả? Ca cái có cuốn tập hồi đó đâu có cao kê gì đâu. Cái cầm cuốn tập cũng ca, học bài ca bài hát đó mà. Đang với thằng anh đó. Cái hồi anh á, trời ơi vợ thằng Thanh đâu mất tiêu rồi. Anh nó thì tên Bình. Nó tên Thanh. Tệ ơi, vợ Thanh đi đang ca đây, vợ đâu mất tiêu rồi. Rồi cái đi dài ra mới xong, dòm chắc cũng thấy dấu chân. Thấy chân cái mấy tới số 3. Đi qua bên gặp bển, dắt chó đồ qua. Hồi đó đi kiếm chó đồ dắt theo rồi cãi hồng luôn. Cãi hồng chắc cũng chưa tỉnh. Cãi về cãi hồng thấy mẹ luôn. Cãi đất ghê quá vậy. Cái guốc của Nhân này là tôm khô. Tôm khô của sao mặn. Ủa chiều nay người ta đám hả gì hay? Đám dỗ. Chiều nay đám hả? Giờ này là 11 giờ đi. Là chắc mấy giờ chị hai làm xong? À, giờ là chuẩn bị chị gói bánh rồi là chị bắt nước á. Chị vô nếp rồi á. Chị hai giao đúng giờ người ta luôn hả? Sao
Dì chắc hả rồi sớm gì giao sớm như vậy không chờ đúng. Dạ. Cho dì khỏe. Dạ. Thà trước giờ còn hơn trễ giờ. Ừ. Ở đám dỗ có người thì người ta cho bánh ít, còn cái người này người ta đặt xôi người ta cho xôi. Cho xôi. Thì năm rồi á cho xôi không đủ thì năm rồi á. Hồi năm rồi mấy chục, hai mấy ba chục ký luôn á. Năm nay thì đặt, năm nay đặt có 20 à. Thế biết bữa hả không đặt xôi gì hay ha. Bà. Đúng rồi. Ờ. Dạ hỏi tao không biết đâu. Bữa hả thấy mua qua nhiêu tiện ký. Heo quay hả? Ừ. Bữa đó mua 6 kg mặn 1.1 50 hôm qua. 187, 187 1 kg sườn á chị. Có lộn không? 87 sao? Tiền quay nữa là 70. 87 đâu? Tiền quay nữa là 70 ngàn. Không, vậy là mua miếng quay quay sao? Quay khổ. À vậy là con khổ quay sống. Quay gia công. Ừ. Người ta lấy tiền gia công. Ờ. Ừ. Chứ bữa nghe nói 187 1 kg rồi nội mà thịt sống là bác gọi là 88 rồi. Ờ em bơi gia công á. Hiểu rồi, hổm gài nó đang thắc mắc đây để hỏi Khánh lại coi. Thì nó rẻ phải không? Bữa đang bơi vậy là rẻ mà nghe, ngon phải không? Rẻ. Rẻ mà ngon. Nhỏ nó miếng con miếng miếng nó miếng lắm. Đó gì lên đâu có đi. Tại vì nghe cái cô Trang á, cũng nói heo quay Khánh đặt có 170.000 ký hả? Cô Trang là ai? Chị Trang hả? Chị Trang á. Bả mới nói để bả mượn đặt giùm 10 ký ba làm đám giỗ. Cái chị với mẹ nói có lộn không? Nhiều khi Khánh nói lộn ấy chứ đâu mà có 170.000 ký. Thịt sống đây mà 180.000 ba gọi rồi. Tại em đặt ngay lò mổ luôn. Rồi lò quay cái bên lò mổ. Cũng như Khánh em qua dạng xong. Là Khánh mua sống quay còn này bán là quay nó nhót mà. Đúng rồi, đúng rồi. Thì giờ em đặt 6 ký rồi nó quay còn nhiêu còn. Vậy đó. Bữa đó thắc mắc nó để Khánh lên hỏi thử rồi. Nó gì thì không có đi chợ. Cái Linh nó đi chợ hoài cái nghe nó chưa? Nói thịt ba gọi 180 tâm mấy ký chứ đâu có mà quay rồi mà rẻ dữ vậy. Nó nghe lộn không? Chị bán là ngày nào chị cũng hỏi thịt á. Mình mới biết mình bán chứ. Mày mốt á, cái ở nhà con muốn ăn xôi cái chạy lên đặt gì hay thì hay làm ăn cho khỏe cho ngon. Học gì hai luôn gì cái vụ cái quan trọng là con học gì hai á gì hai xôi á xôi đậu xanh nè xôi đậu phộng nè xôi tôm khô đó người ta thích gì là với lá cẩm á người ta thích xôi lá cẩm á gì cũng kiếm lá cẩm gì xôi con gì hai có cái này đặc biệt nè con thấy á người ta xôi lá dứa nhưng mà tại sao mình xôi lá dứa thì nó không có ra cái màu xanh giống như mình muốn mà người ta ở ngoài chợ người ở trên thành phố rồi người ta xôi ra cái lá dứa xanh lè luôn không phải nè cái màu người ta dặm thêm đó không phải màu lá dứa ngót không? Màu lá bùn ngót tại vì chị đi nấu đám là chị biết là thường ta đãi cơm dứa là mình xay lá bùn ngót và với lá dứa vô hai cái đó tại nó vì có lá dứa nó không có màu. Cái màu xanh rồi á khi mà xôi á là chị xôi chị biết mà khi mà xôi mình bỏ dưới đáy nồi dưới nước sôi á nó mới bốc mùi dứa lên chứ nếu mà ngâm thì nó cũng không còn thơm đúng rồi tại chị đi nấu đám đúng rồi mà chuyên gia là đi nấu đám là người ta đặt cơm dứa không à cơm dứa trà bông các bạn đi nè rồi rồi giờ mình tải cái khăn này ra để cho chị hai chị Linh á chỉ vớt bánh ra hồi nãy giờ là bánh đó hết đúng 25 phút rồi chị hai nói là đúng 25 phút thì vớt ra thì cái bánh nó mới ngon nó không có quá bị chà không có bị nở quá nó không có bị dẻo quá nó không có bị sệ không có bị sệ cái cùng á xuống bò có kêu bằng bò hả bánh bò vậy đó nở bò như bánh bò vậy hả lấy một cái bánh gà trước hết chị Linh thử mình thử như thế nào mình biết được hay không mình thấy nó toàn lõn tông gieo nè vậy là nó trong hả nó không có còn đục như cái màu bột không rồi chị Linh làm sao nữa rồi, ăn hay là gói lại tả lại gói tả lại ăn gì Khánh ăn đi thôi con không ăn bánh hết đâu rồi, thôi để ăn rồi quá đồ ăn dạ
giờ chị Linh thấy cái bánh này là được rồi, cho nên giờ chị Linh nhắc sớm cho dì Hai. Nóng á. Bánh ít nóng hổi, không thổi là không ăn được luôn. Cái này mà lấy ra ăn liền chứ cứ quy làm nhau. Rụng răng luôn hả chơi. Được. Giờ chị Linh bài nó ra ngoài. Qua phụ chị Linh đi qua. Chị Linh bài nó ra ngoài này nè. Đặng cho nó nguội, cho nó mau nguội, cho nó ngon cái bánh. Lát nữa thì khách sẽ tới nhận hàng. Cái này đi giao chứ. Ủa, mình đi giao chứ không phải ta tới đây người ta lấy hả chị? Ở nhà kế bên ta làm gì tè tè vậy Linh? Ta đốn mấy cây gò cao quá. Hả? Để mưa gió này ngã. Hả? Mé cây cây gì bữa hổm mình ăn. Cây me. Cây me. Ừ. Cây me hồi đợt em leo lóc nhà em hái đó không? Me bớt để gió nó ngã vô nhà. Giờ dì Hai gói dây nè, dây ngon nè, thấy chưa? Hả? Mà những lá này nó hơi xấu. Ở tâm ruột thì nó ngon. Nhưng mà cái vỏ thì nó không đẹp. Có miếng này hả? Chứ mưa quá gọt không được hả tị. Hả? Thì bởi vậy là giống như cái bánh cũng như vậy. Thì cái bánh tiệm á, cái bánh mà người ta làm bằng nướng á, trong lò nướng thì nó khác. Khi mà còn cái bánh mà do mình tự tay mình làm nó rồi mình làm vỏ làm ruột cho nó luôn thì mình nhìn ở bề ngoài chưa chắc gì là mình biết cái bánh đó có ngon hay không đâu, mình phải lột cái vỏ bề ngoài đó ra mình nhìn cái bề trong mình mới biết. Đúng không vậy Hai? Nghe rồi chị Hai, thử thêm cái nữa hả? Chị tại ngay chỗ này thấy xanh quá. Chín hết rồi. Chín không? Nãy bột một cái nãy hơi hơi ấy nè chị. Chưa hả Linh? Nè chỗ nãy hơi đục đục rồi chín chưa? Chị Linh với chị Hai kiểm tra những cái bánh rất là kỹ. Chị bỏ vô lại không vậy Hai chị Linh? Coi lấy nào lấy cái gỗ nhỏ vậy là được rồi hả? Có cái kia kìa kìa kì đó. Linh kiểm tra cái bánh nào mà chưa ấy á thì lát nữa chị Trinh, chị Linh hấp lại một thêm 5 phút nữa. Cái nào còn xanh, còn cái kia kìa chị Linh, có cái còn xanh này đó, đúng không? Để kích quá hả? Đó, đây nè. Đây chị Linh. Này là tôm khô hồi nãy dì Hai ngâm cho, mà chị Linh bỏ lên bếp cháy lại với hành tím nè. Rồi chị Linh để thêm vô trong này là đường với lại hạt nêm. Phải không chị Linh? Em nhìn thấy cái màu con ruốc nó có màu đỏ nhiều hơn lúc nãy một chút nè. Nó có một cái mùi rất là thơm. Nó không có còn cái mùi khai khai của con tôm nữa. Rồi hồi nãy con có thử một con. Thử khi chị Linh nêm như thế nào thì giờ con thấy là ăn nó ngọt ngọt và mặn mặn, nhưng mà cái ngọt nó nhiều hơn cái mặn. Thì con tôm của mình nó có một cái màu đỏ, nó bóng con tôm. Thì sau khi xào vậy rồi lát nữa dì Hai sẽ làm sao chị? Dì Hai xôi gần chín rồi á, dì Hai tộn vô. Dạ. Tộn ruốc này vô xôi. Hả? Vậy là xong. Xong. Bữa nay thì dì Hai nói là người ta đặt dì Hai là 80 cái bánh ít nhân dừa là bánh ít lạc nhân ngọt, và 20 cái bánh ít ngọt nhân lạc, cũng lạc luôn, hai bánh lạc hết. Lạc hết hả? Một trắng nhân trắng luôn. Một cái thì bánh nhân đậu xanh. Không, còn một cái là nhân dừa. Ủa vậy hả? Thường thường con tưởng đâu là bánh ít nhân đậu xanh thì cái bột nó lại ngọt chứ. Này vậy là theo thể theo yêu cầu này yêu của cầu khán giả. Cái bà đó bà thích. Dạ. Bà thích cái này thì bà đặt cái này, bột trắng nhân trắng, nhiều khi người ta thích vậy đó. Hồi đó con thấy người ta gói bánh á thì người ta hay ngồi để chân đây để chân dày. Con không biết tại sao nhưng mà giờ con biết rồi. Tại vì mình nếu mà mình ngồi bình thường hoài nó mỏi chân. Mà mình ngồi vậy nó có cái thế nè đó, mình ẹo tới ẹo lui rồi mình di chuyển được nè thì nó không có bị té và nó không có bị mỏi giò. Gì cũng vậy, gì tở bộ hoài. Tở bộ.
Chị hay ngồi hoài có bị chai cái mắt cá không? Không. Cái mắt cá chị kê nè. Đó. Đâu cho đâu kê miếng vải cái này cái kia gì vậy đó. À, còn còn cái kia có chai không vậy hay? Chai đít á. Chai đít. Có chai đít. Mình chứ mình ngồi hoài nó vẫn chai á. Con ngồi xe Honda á. Đợt mà con đi xe Honda nhiều á, con đi ngoài đường nhiều là con vẫn bị chai luôn á. Mà chai hai bên hông cái chỗ mà mình gác chân á gì hay. Ừ. Hai bên cái đùi á mà chỗ cạ vô cái yên xe. Mà giờ lúc mà mình hết ngồi thường xuyên thì nó trở lại bình thường. Nó lột cái da. Nó lột cái da cái liền lại. Cái này là cái cực khổ của cái nghề làm bánh của dì Hai, đó là bị chai đít. Rồi lâu rồi. Tính nghe dì Hai làm, nếu như người ta nghe lò bánh là người ta đặt kìa, người ta đặt mua lá chuối, người ta đặt hết để gia công, mình ngồi mình xay bột, mình nắn bột, mình làm thôi. Còn này là dì Hai là chuẩn bị tất cả các công đoạn luôn, dì Hai không có mua gì trừ cái nếp thôi, dì Hai làm ra không được, dì Hai mới mua. Còn mấy cái khác là dì Hai làm được, công làm lời chứ dì Hai làm cũng nới hơn người ta, dì không có bắt mắt được. Bữa con mua xôi ở dưới chợ Hòa Lộc á, thì người ta bán là 30.000 một ký xôi. Thì xôi đó là người ta đã xôi sẵn rồi, người ta nêm nếm mặn ngọt vừa ăn và có nước cốt dừa rất là béo ở trong đó. Thì hồi nãy dì Hai hỏi con là bữa hổm á là con mua, con đặt người ta ở dưới là bao nhiêu ký, thì con nói 30.000. Dì Hai nói là ở trên này nếu mà người ta đặt dì Hai làm xôi giống vậy á là dì Hai lấy có 25.000 thôi. Không phải là dì Hai nói người ta làm mắc, nhưng mà lý do là dì Hai ở đây là dì Hai làm hồi nào tới giờ, cho nên là dì Hai làm giá nói để người ta như mình giữ mối của mình đó hả dì Hai? Không phải giữ mối, cũng như dì á, cũng như mấy người mối bánh dừa của dì đi. Dì không có cho ai gì, đâu có tiền đâu cho người ta, có tiền người ta mình cho, không có tiền khuyến mãi đúng không? Mình không có khuyến mãi người ta đâu, khuyến mãi này kia, còn dì không có gì làm nới tay cho người ta bán cho mấy người, người ta mua người ta ăn, người ta có lời. Bán rẻ cho mấy người mua ăn, thí dụ lên phố người ta bán 5.000 cái, ở đằng kia bán có chút xíu à, mà dì 5.000 cái mà dì bán có bự hơn vậy đó, cho nên dì làm gì dì bán cũng rẻ hơn. Nên là mấy mốt ví dụ như mà tụi con mà anh em tụi con có đi tắm nữa, tắm còn nữa thì chắc là kiếm cái món gì đó để cho dì Hai làm. Dì làm cái này sao? Ai đặt gì dì Hai cũng làm tới hả? Thì ai đặt gì cũng làm, chè xôi gì bánh tét, bánh da lợn, bánh cúng, nói chung là bánh gì dì Hai biết làm là dì Hai làm hết. Người ta đặt làm hết. Cái bánh của dì Hai làm tính ra nó rẻ thiệt á. Thấy cái bánh mình biết rồi. Dì không có bán mắt. Dì Hai lấy cái công dì Hai làm thôi chứ dì Hai không có tính tiền lời nhiều trong đó như người ta.